Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu kia tiên cho con gửi lời tri ân sâu sắc đến Thượng Tọa trụ trì cũng như là các thầy, các cô, các bạn tình nguyện viên trong ban tổ chức đã tạo cái nhân duyên, cái điều kiện cho con được về với đạo tràng mình ngày hôm nay để gặp gỡ các tu sinh, gặp gỡ những vị xuất gia diêu duyên trẻ tuổi cũng như lớn tuổi. Đây là một cái phước duyên to lớn của con. Con xin thành kính tri ân chư vị. Kính thưa đại chúng, lần trước là Khải Tuấn đã trở về cũng trong cái hình như trong cái khung giờ này, và lần này cũng trở về thấy ở chùa của mình đẹp hơn, khang trang hơn. Nhưng mà đâu đó có những cái nét nó hơi buồn một xíu. Buồn là qua một cái trận bão vừa qua, tan tác qua lá, đúng không? Khải Tuấn ngồi lại và nói chơi với các thầy, ở đâu biết ở đây lại là những cái hạt chắc. Lý do vẫn cái niềm tin với đạo pháp, vẫn niềm tin với lại sư phụ, vẫn niềm tin với những cái gì mà mình đã học hỏi, thì mình sẽ không có bị lung lay trước những cái tư tưởng, những cái chiều hướng mà định hướng nhận thức, định hướng cái tâm lý của mình. Cái chủ đề mà Khải Tuấn chọn để mà nói chuyện với các vị hôm nay đó là đi về hướng Vần Dương, đúng không? Đi về hướng Rạng Đông. Thực sự là mình đã ngồi đây hết trơn rồi thì ai cũng đã có cái định hướng cho bản thân mình. Không ai mà mơ màng cả, không ai mà lấp la lấp lửng cả. Mình đã nhìn rõ ràng phía trước của mình là gì. Có ai còn mơ hồ? Nếu như mà còn mơ hồ thì hy vọng là qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay, Khải Tuấn sẽ chia sẻ với mọi người một chút về những cái chặng hành trình của mình, để mà mình rõ ràng hơn cái lý tưởng, cái sự phụng sự, cái tâm thành đối với đạo, một lòng tha thiết đối với người trẻ cũng như là đối với người lớn tuổi. Thật sự là với cái kinh nghiệm hơn bao nhiêu năm nay là Khải Tuấn hướng dẫn cho người xuất gia, thì là tất cả những lý do trên trời dưới đất, tất cả gần như mình đều nghe hết, mình đều kinh nghiệm hết. Và đều luôn tìm một cái hướng để mà giải quyết tốt đẹp nhất cho họ. Nhưng mà chỉ cần mà mở miệng mà nói dăm ba câu thôi là Khải Tuấn biết tâm người này đến đâu, đã chín mùi chưa, đã vững vàng chưa. Chắc rằng là những cái màu áo ngồi ở đây nè, những người đã cạo bỏ tóc, khoác y của Phật, cũng đã một phần nào đó ước ao mình sẽ thật sự khoác cái tấm y ca sa thật sự của Phật, chứ không phải đó chỉ là cái tấm y diêu duyên, đúng không? Nếu như mà đúng á, thì mình rõ ràng chỉ còn vướng bận một cái điều gì đó chưa có gỡ được, chưa có khúc mắc, nó chưa có giải bày được, thành ra là vẫn chưa có thể mà đi được thôi. Một khi mà đã rõ ràng là có thể rũ bỏ hết tất cả để mà đi. Tùy vào cái tâm niệm của mình nó có đủ mạnh mẽ hay không, nó có đủ quyết liệt hay không. Không có cái con bướm nào mà nó không đau đớn khi mà nó xé kén nó ra cả. Không, nó phải rùng mình và đau đớn dữ lắm. Không có cái con chim nào mà nó không sức đầu mẻ trán để mà biết bay cả. Không có cái con hươu, con nai nào mà nó không bị mẹ nó đá, mẹ nó đập, nó mới biết chạy cả. Cũng không có cái trứng nào mà nó tự nhiên mà mình tách nó ra mà nó sống đâu. Quý vị cũng vậy. Mình đang là những cái trứng. Mình đang là những cái trứng đang ấp ủ một hình thức, đang ấp ủ một chí nguyện, đang ấp ủ một cái gì đó, một lý tưởng mạnh mẽ, khủng khiếp, lớn lao, tột cùng. Nhưng mà ấp nhiều quá coi chừng nó thúi luôn. Thật. Cái trứng á, nó có hẹn thời gian để mà nó nở không? Không. Thấy không?
Nó nở thì nó phải nở. Khi mà nó nở thì nó rung rinh, thì cái con chim mẹ, con gà mẹ thì nó sao? Nó mổ cái chóc lủng lỗ, để rồi con chim đó nó phải đủ mà nó bung cái trứng nó ra thì nó mới mạnh khỏe, nó sống được. Em của Khải Tuấn nó ấp trứng gà, mà khi gà nó thấy nhúc nhà nhúc nhích cái nó xé hết vỏ ra thì con gà nó yếu ớt, nó không có sống được. Quý vị cũng vậy. Nếu như mà mình không có cái gì để mình buông bỏ, mình không có cái gì để mà mình dứt khoát với cái cuộc đời này nha, thì xin thưa đi, mình cho dù có một sư phụ tốt, mình có một môi trường tốt, đầu tròn áo vuông bước vào trong đạo, thì tâm tu nó cũng lạc lõng, nó cũng mơ hồ, nó cũng nhạt nhẽo. Đến một lúc rồi yếu đuối dần, mất phước dần, cảm thấy cái đời sống này nó tẻ nhạt, nó không có gì vui cả. Thì lúc đó, khi mình xuất gia, mình quyết liệt, càng khó khăn thì nó lại là một cái bước đệm rất là vững vàng cho mình để bước vào trong đạo. Điện Khải Tuấn mà mỗi lần bước vào trong đạo có những cái điều khó khăn ấy nha, mình luôn nhớ về cái quá khứ của mình. Cái quá khứ mà bước vào đạo nó khó khăn, nó chày chật đến mức nào, phải quay cuồng điên đảo với gia đình đến cỡ nào thì mới được tu. Cho nên là mình trân trọng lắm. Mình Khải Tuấn đi xuất gia gần như là hơn mười mấy năm nay, mà thú thật với mọi người là chưa bao giờ có một niệm nào là mình nghĩ mình sẽ bỏ đi cái màu áo này, bỏ đi cái hình thức này cả. Mặc dù là trên cái chặng đường đó là chân của mình nó không ít là gai đâu. Mặc dù là nước mắt cũng đổ nhiều lắm, đủ thứ đường, đủ thứ lối. Khải Tuấn bước qua nhiều, rất nhiều đạo tràng, từ Nam chí Bắc, đi rất nhiều nơi, tiếp xúc rất nhiều con người. Cho nên là mình phải luôn giữ vững cái niềm tin của mình, giữ vững lắm. Căn bản là may mắn á, mình có một cái nền tảng đạo lý, mình có gặp một sư phụ trí tuệ từ bi, mình đã có một cái gốc rồi thì mình không sợ ở trên cao gió bão. Và mọi người cũng đang tạo cái gốc cho mình ngày hôm nay. Cái tôi biết cái khóa tu này, cái tôi nghe đồn là thời khóa rất là dày, rất dày đúng không? Khải Tuấn với thầy Ngộ Trí Dũng ngồi nói chuyện với nhau là không biết tới lúc mà Khải Tuấn giảng là còn được 50 người không? Bởi vì là nghe nói là mình có thể mà dừng lại khóa tu giữa chừng nếu như mà có công việc đúng không? Nó thì mới nói là thôi hy vọng tới đó là con ngồi con chơi với 50 người được rồi, rồi con hát cho mọi người nghe bài rồi con đi xuống. Nhưng mà ở đây còn rất là đông đủ, còn rất là dễ thương. Thì đó là một cái điều mình rất là mừng. Cho nên là sao? Trứng đến lúc thì phải nở, đừng có ấp thêm, là nó thành trứng, trứng dịch ung, trứng dịch thúi. Thấy không? Coi thử mình đã đầy đủ thời tiết nhân duyên chưa. Nó còn một chút thì thôi, buông. Nó còn dướng một chút, thậm chí là cắt luôn là bỏ luôn. Cắt luôn là bỏ luôn. Mình đi tu, cái mà mình đa phần là mình vướng là cái gì? Gia đình. Thứ hai là tiền bạc. Thứ ba là tình cảm, công việc, đồ vân vân, đúng không? Không có cái gì mà nó không trả giá cả. Xin thưa đại chúng, đại chúng thử chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình coi. Mình đã từng có những cái sự lựa chọn nào mà nó thay đổi luôn cả cuộc đời của mình từ hồi bé đến giờ chưa? Có chưa? Có đúng không? Ví dụ như là lựa chọn cưới anh này chẳng hạn. Lựa chọn cưới anh này chẳng hạn thì cưới xong về có hối hận không? Trời ơi, chết rồi, chọn sai rồi, chọn nhầm rồi. Hoặc là mình lựa chọn căn bản nhất là mình thi vào cái trường đại học này, hoặc là căn bản nhất là mình lựa chọn là mình đến đạo tràng này để mà mình tu. Và căn bản hơn nữa là mình lựa chọn là ngày hôm nay trong cái thời tiết mà như thế này, mình lại chọn đi cái khóa tu này mà không khóa tu khác. Mình luôn có cái sự lựa chọn trong cái cuộc đời của mình.
Đúng không? Nhưng mà thử hỏi đại chúng, có cái sự lựa chọn nào mà mình không trả giá không? Không có sự lựa chọn nào mà mình không trả giá cả. Mình chọn cái này có nghĩa là mình hạn chế cái khác. Ngày hôm nay rõ ràng là mình có thể ở nhà, mình vui chơi nếu như mình rảnh, đúng không? Nhưng mà mình chọn ngồi đây buồn ngủ muốn chết, mà nghe ổng cứ êm êm ru ngủ như thế này mà ngủ không được, khó chịu ghê, đúng không? Thậm chí là mình có thể, ngày xưa mình trẻ, mình đẹp như vậy, mình rất là nhiều người đeo đuổi như vậy, tự nhiên chọn đâu ông kỳ ghê vậy. À, bây giờ về nhậu xỉn là tối ngày la mắng chửi rủa mệt mỏi, có không? À, thì sao? À, thì mình lựa chọn, tất cả mọi thứ mình đều lựa chọn. À, bản thân Khải Tuấn mình đã lựa chọn là một người xuất gia, thì mình sẽ bị hạn chế về mặt tình cảm, yêu đương, không, gia đình, vân vân, và sự nghiệp, tiền bạc, công danh ở bên ngoài. Còn cái mà mình có được đó là cái gì? Không dám nói, nhưng đâu đó nó cũng là những cái đạo lý. Là cái gì? Là cái lý tưởng. Là cái gì? Là cái phẩm hạnh. Là cái gì? Là cái những gì mà mình chắc mót mình làm được cho đạo pháp của mình. Một cái lý tưởng tu tập của người trẻ. Còn quý vị ở bên ngoài đi, mình xong cái khóa tu này, mình mặc lại cái áo đầm, mình mặc lại cái quần jean, thì sao? Mình lao ra bên ngoài để mình đi kiếm tiền, thì mình tất nhiên mình sẽ hạn chế cái đời sống tu tập, hạn chế cái rèn luyện của một người xuất gia liền. Cho nên mình chọn bất kỳ cái gì, mình đều có cái sự trả giá của nó cả. Và bây giờ mình thử nghiêm túc lại với chính mình, mình chọn cái gì? Mình có đang lưng chừng không? Mình có đang mờ mịt không? Rồi lỡ như khúc này đây nè, xin thưa nói chuyện hơi vô duyên là bão sắp tới đó, mình không còn qua được cái cơn bão này, thì cái sự lựa chọn của mình nó có xứng đáng không? Nó có làm cho mình mãn nguyện không? Hay là nó làm cho mình hối tiếc? Con người ta thường không nhớ những gì mà người ta có, mà người ta nhớ rất là kỹ những điều mà người ta chưa có. Phải không? Mình ao ước trở thành một cái người xuất gia để làm được những cái lý tưởng như các thầy, để có thể mà lan tỏa những cái đạo lý cho cộng đồng, cho xã hội. À, ít nhiều gì đó trong cái phạm vi, trong cái trí tuệ của mình. Nhưng mà bây giờ mình không dám. Mình chưa dám. Thử dám một lần coi. Thử dám trả giá một lần coi. Để mà mình cảm nhận được cái mùi vị nó như thế nào. Để mà mình thấy được sống ở trong một cái đời sống thanh bai trong sạch, không tiền bạc, không điện thoại, không những cái nhu cầu mà của người thế gian, để coi thử tâm thức của mình nó chạy như thế nào, nó vỡ như thế nào. Thử coi, mình được quyền thử mà. Mình không có nhiều thời gian, mình không có hai cái thanh xuân, mình không có hai cái cuộc đời trong cái giai đoạn này đâu. Mình không phải như hồ ly mà chết một cái rồi xong rồi còn 8 cái mạng, còn 9 cái mạng khác. Mình chỉ có một cuộc đời này, tại sao mình không dám thử? Phải không? Thử xem thử coi. Cho nên là hy vọng rằng á, qua cái khóa tu này nè, qua cái cách nói chuyện mà êm đềm như Khải Tuấn như thế này, ai ngủ được thì cứ ngủ đi ha. Còn mà ai mà cộng hưởng lại với cái tư tưởng với Khải Tuấn thì mình sẽ có thêm được một cái động lực nhất định trên cái con đường đạo pháp này để mình tu hành. Mọi người biết bước trên con đường này mình dễ bị thối thất cái niềm tin của mình lắm. Bước vào trong đạo á nha, thôi ở ngoài đi, chưa nói vào đạo nha, ở ngoài đi, đã là đủ thứ chuyện xảy ra rồi, chuyện này chuyện nọ, vất vả vất vẩn, mệt ơi là mệt. Vào trong đạo nhiều khi là gặp người này người kia nó còn mệt hơn nữa. Ủa sao kỳ vậy ta? Ở ngoài đó mệt, bước vô trong đạo nó còn mệt hơn nữa. Thôi lên núi tu mình, lên núi tu mình cũng không được luôn.
xuống biển cũng không được luôn. Cái tưởng tượng nói đùa là có một con chó nó bị lác, và con chó đó nó nghĩ nó trèo lên núi nó sẽ hết lác, nó sẽ hết ngứa. Nhưng nó cũng không hết ngứa, nó lại chạy xuống biển. Nó nghĩ nó hết ngứa, nhưng cuối cùng nó vẫn còn ngứa. Cái ngứa của nó là do nó bị lác, chứ không phải là do trên núi hay xuống biển. Mình cũng vậy, do cái nội tâm của mình bệnh tật, do cái tâm hồn của mình nó chứa đầy những cái vết thương từ quá khứ cho đến hiện tại. Cho nên là mình nghĩ là mình đi đâu để tìm bình an không? Rõ ràng là chỉ có mình mới có thể chữa lành được cho mình, mình mới có thể bình an được cho mình mà thôi. Nhưng mà ở ngoài kia kìa, mình có đủ cái sức mà mình chữa lành cho mình hay không? Giống như là một cái con vịt mà nó phải bung cái vỏ ra. Nhiều con vịt nó không có đủ sức, đúng không? Nó phải nhờ con gà, con vịt mà nhờ con gà nha. Nó phải nhờ con gà mổ một cái thì sao? Thì cái vỏ trứng nó mới lủng một lỗ. Có những người người ta đủ sức, nhưng có những người không đủ sức thì người ta cần đến đại chúng. Người ta cần đến một cái môi trường tu tập tốt. Người ta cần đến sư phụ, cần đến thầy hay bạn giỏi để mà nâng đỡ, giúp đỡ cho người ta mỗi ngày. Người ta cần cái điều đó. Thì sao? Thì ngày hôm nay này mình đã có trên là có sư phụ trụ trì nè, có các thầy về đây nói chuyện, có các bạn đồng tu với mình, là mình đang tự chữa lành cho mình. Mình đang tự quyết liệt để mỗi ngày mình tiến bộ hơn đó. Và buộc phải có một cái môi trường để cho mình đào tạo, mình rèn luyện. Nếu không thôi mình cứ mơ hồ mù tịch, không biết đường đi lối về, phải không? Ở ngoài nó nhiều cái mệt mỏi gục ngã lắm. Bước vô trong đạo nó còn nhiều cái nó gục ngã mệt mỏi hơn nữa. Có người nói với Khải Tuấn là sao mà con vào trong chùa nhiều khi con cảm thấy nó thị phi hơn là ở ngoài đó thầy. Từ dưới bếp cho lên trên chánh điện, hết người này người kia, con mệt quá nên là con có muốn ở chùa nữa, con đi về. Con cảm thấy con về tu mình con nó sướng hơn. Khải Tuấn nói ví dụ như mình vô bệnh viện mà mình thấy chỗ ở đây ai cũng bệnh hết trơn à, thôi tôi đi về. Thì mình có hết bệnh không? Rõ ràng. Bởi vì người ta bệnh thì người ta mới đến bệnh viện, đúng không? Thì rất nhiều người vào đạo bằng cái con đường khổ đau. Có những người cái nhân duyên của họ lớn, họ vào trong đạo bằng cái con đường trí tuệ. Họ nhìn nhận được đó là điều tốt, đó là chân lý, đó là những gì lý tưởng cho cuộc đời của họ, thì họ tiến vào đạo. Nhưng mà rất rất nhiều người bước vào đạo bằng con đường của khổ đau. Họ khổ đau, bắt đầu họ tìm đến Phật Pháp. Họ tìm đến những cái giáo lý để mà họ chữa lành cho họ. Cho nên trả trách, đâu đó ở trong chùa người ta vẫn còn những tập nghiệp rất là dày. Người ta có những cái nỗi khổ rất lớn, phải không? Và mình vào đó, nỗi khổ này nó đụng với nỗi khổ kia, đống rác này nó đụng với đống rác kia, nó thành một bãi rác, phải không? Bây giờ mình vào bệnh viện á, là mình gặp ai? Mình gặp ai? Gặp bác sĩ, phải không? Gặp bác sĩ chứ đâu phải là gặp bệnh nhân, phải không? Cho nên mình bước vào chùa là mình gặp gì? Mình gặp chân lý. Mình gặp những cái gì mà khiến cho mình được chữa lành, khiến cho mình được an ổn, khiến cho mình được nâng đỡ, khiến cho mình được tốt hơn, được cải thiện mỗi ngày. Chứ không phải là gặp những cái lời nói hơn thua phải trái thị phi của người này người kia khiến cho mình phải thối tâm. Mình dè lui, mình không có định hướng về cái con đường của Phật Pháp nữa. Mình không hướng theo cái con đường của vầng dương sáng ngời nữa. Mà mình dê lại cái cảnh đời tối tâm của mình thì ai lỗ? Ai lỗ? Rõ ràng là mình lỗ, đúng không? Ví dụ như mình có một cái người vợ mà họ nấu cơm lúc nào cũng là sống là khét là cháy hết trơn á.
Rồi mình nói là mình không ăn cơm nữa. Ai đói? Mình đói đúng không? Dám nói là đi ăn phở lắm mà. Rõ ràng là mình đói. Cho nên đó là đôi khi là đừng vì một cái nhỏ nhặt mà mình đánh giá hết một tập thể. Mình bước vào đó là cái lý tưởng mình là cái gì ấy, thì mình xác định mình phải được cái điều đó thì mình mới về. Ngày xưa thiền sư Tông Diễn ấy, ngài đến ngài cùng với các bạn của ngài đi đi đến để mà lễ thiền sư thì quên tên rồi. Đi đến mà lễ một cái vị cao tăng đi để mà học đạo. Thì mà mọi người biết là ở bên Trung Quốc là cái thời đó là mưa gió mà tuyết mà nó đóng đầy đường vậy đó. Thì mọi người, các vị thầy ở đó mới quỳ ở đằng trước cửa. Quỳ ở đằng trước cửa. Thì tổ á, ngài mở cửa ra, ngài chửi, ngài mắng, ngài la. Ngài nói là ở đây không có cái cơm cừa thừa canh cặn cho cái lũ tụi bay. Không có mấy cái gì cho cái lũ tụi bay cả. Cút liền, đi liền. La mắng chửi bới những cái lời lẽ cực kỳ thậm tệ luôn. Thì trong cái đoàn đó một số đứng lên bỏ đi. Nói là tôi tới đây tôi tu mà làm gì mà mạ lị mà mạt sát tôi dữ vậy. Đứng lên bỏ. Rồi quỳ qua đêm thứ hai, ngài mở cửa ra ngài thấy là còn ba người quỳ trước đó. Ngài cầm nước lạnh á, ngài tát. Mà lúc đó trong kinh kể là, trong sách kể là tạt đến đâu là nước nó đóng băng đến đó. Tạt đến đâu là tóc nó đóng băng đến có là biết nó lạnh đến mức nào. Mà vừa tạt là hai người kia lạnh quá chịu không nổi, sân lên đứng lên, chửi lại bỏ đi. Còn riêng ngài Tông Diễn. Rồi sáng ngày mai thì là ngài cống ở đằng trước cửa luôn. Thì là mới cho đệ tử mang ngài vào. Sau này ngài Tông Diễn là một trong những người mà nối pháp của vị tổ siêu xuất. Và ngài hỏi là tại sao lúc đó ta đuổi ngươi, ngươi không đi. Ngài mới nói một câu mà cho hậu thế sau này là lấy đó làm kim chỉ nam. Con đến đây vì cái đức độ của hòa thượng. Con đến đây vì cái chân lý tối thượng. Chứ không phải con đến đây vì dăm ba lời chửi, dăm ba cái gáo nước tạt lên người con. Chừng nào con được cái điều đó rồi con mới đi. Mình làm được vậy không? Ý chí của mình chưa đủ, chưa vững. Thấy không? Đôi khi tới chùa mà cảm giác là ăn ngon là cảm thấy là nó hơi ý ẻ rồi đó. Thấy không? Cảm giác là ngủ mũi chích quá khó chịu rồi đó. Thôi, ôi trời ơi, tôi đi về quá. Trời ơi, về nhà tôi có máy lạnh ngủ phê hơn bà ơi. Thôi, còn bộ phim Hàn Quốc chưa coi. Như vậy. Cho nên là cái ý chí của cái người tu của mình á, bây giờ nó hơi nhịn ơn so với ngày xưa. Cho nên là người ta mới làm tổ. Không, còn mình làm tổ chản. Thị phi thì ở đâu cũng có. Nhưng chính cái điều đó nó sẽ thử thách mình nhiều điều lắm. Để cho cái tâm của mình nó vững hơn. Một lòng mình hướng tới đạo. Mình không có bị lui sụp. Không bị lui sụp. Mình đừng nghĩ là ôi mình đã trút hết ở bên ngoài, mình bỏ hết bên ngoài để vào đạo, để mà mình ngồi thiền cho nó an, để mà mình có một môi trường hạnh phúc bình yên. Không có cái trái ngọt nào mà nó tự rớt vào miệng của mình đâu. Phải là trải qua một cái giai đoạn tập luyện, rèn luyện, khảo tới, khảo lui, khảo xuôi, khảo ngược, coi cái ý chí của mình nó có vững vàng, nó có sắt đá hay không, thì mình mới có một cái trái ngọt nhất định cho mình. Gần đây thì những cái hình ảnh của các thầy đôi khi nó bị méo mó một xíu. Mình có vì một hai cái hình ảnh đó mà mình đánh đồng cả một tăng đoàn hay không? Mình đánh đồng cả bao nhiêu con người, người ta ẩn dật, người ta lam lũ, người ta tu hành, người ta không thiết gì cái sự đời nữa, nhưng mà trong tâm người ta luôn rực cháy cái niềm tin về lý tưởng giải thoát, cái lý tưởng cống hiến, cái lý tưởng phụng sự cho nhân sinh. Mình có đánh đồng hay không? Mình có bị lui sụp cái niềm tin hay không? Cái hình ảnh về tăng bảo mình có bị đập vỡ hay không? Đó là một cái thử thách cho cái người con Phật của mình trong ngày nay rất lớn. Rất lớn.
Cho nên mà bây giờ mà tìm được một cái người mà phát tâm xuất gia nha, đã khó rồi, lại càng khó hơn nữa. Bởi vì nó qua rất là nhiều lớp khảo, qua rất nhiều lớp khảo. Mà chính vì những cái lớp khảo đó ha, thì mình mới có kim cương, áp lực thì mới có kim cương, đúng không? Kể tôi nghĩ nếu như mà không có những cái, những con người mà họ làm khổ mình, họ đến với trong cuộc đời của mình ngày xưa, thì chắc chắn bây giờ cũng chả có một cái ông thầy ngồi đây để nói chuyện với mọi người. Đâu đó mình vẫn cứ yếu đuối, đâu đó mình vẫn cứ nhu nhược, đâu đó mình vẫn cứ lèn xèn, không có thể tiến lên được. Phải có những cái sự mạnh mẽ như vậy. Mọi người nghe câu chuyện mà ngày xưa có một con bò chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Ồ, câu chuyện đó nổi tiếng vậy mà ta? Là có một ông thầy dẫn một người đệ tử của mình xuống dưới núi. Thì bước vô trong cái ngôi nhà đó, thì cái ngôi nhà đó rất là nghèo. Thấy nguyên một gia đình ngủ chung với nhau trên một chiếc giường á. Và không có cái gì để mà, trong nhà không có cái gì mà giá trị cả. Nhưng mà chỉ riêng là họ có một con bò, và họ rất là tự hào về cái con bò của họ luôn. Họ tự hào lắm. Bởi vì là ai cũng nghèo, nhưng mà riêng họ tuy nghèo nhưng có con bò. Và tất cả những cái đời sống của họ đều quay quanh cái con bò đó hết á. Cho bò ăn cơm chưa? Bò mà ăn cơm ha. Cho bò ăn cỏ chưa? Cho bò tắm cho bò chưa? Đi vệ sinh cho bò chưa? Vắt sữa cho bò chưa? Làm móng làm nail cho bò chưa? Dù vậy, massage cho bò chưa? Thì họ quay quanh cái con bò đó. Thì sáng ngày mai, khi mà từ giả gia đình đó đi về, đi ngang cái chuồng bò, đố mọi người là ông thầy ông làm gì? Ông rút con dao ra, một dao giết chết con bò. Thì cái người đệ tử mới cực kỳ thắc mắc là tại sao thầy mình lại làm một cái hành động ác như vậy? Rõ ràng là gia đình người ta chỉ còn có một con bò đó thôi, mà thầy mình giết con bò này không khác nào là triệt đi cái đường sống của người ta cả. Ông đệ tử rất là thắc mắc và rất là khó chịu luôn. Thì ông sư phụ cũng có trả lời. Thì một năm sau, sư phụ mới sai cái vị đệ tử này xuống núi để mà đi làm gì đó. Thì cũng đi ngang qua cái cung đường đó, ghé vào cái ngôi nhà đó. Nhưng mà bây giờ là một ngôi nhà khang trang, một ngôi nhà mà bề thế, có người ra người vào. Thì ông này nghĩ là chắc là gia đình ngày xưa đã bán đất, bán nhà để mà đi nơi khác sinh sống rồi. Nhưng mà khi mở cửa vào thì vẫn là cái người chủ cũ. Thì mới ngạc nhiên là ủa tại sao có một năm thôi mà anh có một cái cơ ngơi như thế này. Thì mới nói là thật sự là lúc hồi đó là tôi cũng rất là oán hận cái kẻ khốn nạn nào mà nó đã giết cái con bò của tôi đó. Khi mà con bò nó chết rồi là có gia đình tôi khốn đốn luôn, không biết phải làm sao cả. Nhưng mà cuối cùng là phát hiện được mình có một cái mảnh đất ở sau vườn rất là màu mỡ, và đã canh tác, đã làm ăn. Từ đó nó, cái chuyện này nó móc nối chuyện kia, thành ra chúng tôi đã kinh doanh được, đã buôn bán được, giờ đây mới có một cái cơ ngơi như thế nào. Bây giờ nhìn lại mới thầm cảm ơn ai đó đã giết con bò của chúng tôi. Mọi người cứ nghĩ nếu như mà họ còn cái con bò đó thì họ có giàu được như ngày hôm nay không? Hay là cuộc sống vẫn cứ lèn èn, vẫn cứ tăm tối như vậy? Đôi khi mình cứ chịu chấp nhận trong cái đời sống lèn a lèn èn, trong cái đời sống tầm thường của mình. Mình không dám buông bỏ, mình không dám giết chết nó đi, để mà mình chạm đến một cái chân lý nào đó cao siêu hơn, một cái lý tưởng nào đó mà mình luôn khát khao. Thầy Tuấn nói mọi người nghe nha, giữa một người tu tại gia và một người xuất gia, xin thưa, nó xa nhau lắm. Xa, rất là xa luôn. Đừng nghĩ là ô các thầy ở chùa tụng kinh ngồi thiền, các thầy tu tập như vậy, tụi tôi ở nhà cũng làm được vậy. Không phải đâu.
thử đi rồi sẽ biết nó xa đến cỡ nào. Bước vào trong đạo, anh chưa biết khiêm tốn, đại chúng sẽ chỉ cho anh khiêm tốn. Mày còn ngã mạn đúng không? Cái tôi của mày nó phải bị đập, bị phá, bị vụn vỡ ra. Cái môi trường tu tập, anh chưa có cái kỹ năng đó, anh chưa có cái khả năng đó để mà anh sau này anh làm đạo, thì cái môi trường tu tập đại chúng, vị thầy của mình sẽ chỉ cho mình điều đó, và mình sẽ hun đúc được những cái điều đó. Mọi người có biết là Chính Khải Tuấn à, ngày xưa nha, nói chuyện mà trước mà khoảng 3-4 người thôi là mình đã run cập cập à, mình không biết nói gì rồi. Chứ không phải ngồi đây nói sống cho mọi người nghe, nói mà không có giáo án luôn nè. Mà bây giờ mọi người nghe ổn ha, đúng không? Hả? Thậm chí mà ngày xưa mà mình sợ ma đến mức mà buổi tối á, ví dụ như mà cái nhà bên đó vậy ha, là khoảng 9 giờ tối là không dám đi một vòng xung quanh nhà đó, sợ ma đến cỡ đó. Nhưng mà bây giờ thì sao? Một mình em ở giữa rừng, tức là ở thiền viện á, là nguyên cả một cái núi. Thì khu ở trên á, là dành cho các thầy tăng, là đại chúng ở trên. Còn khu ở dưới á, là dành cho các sư cô, tức là viện tăng ở trên, viện ni ở dưới. Còn em ở chính giữa núi nè. Một mình Khải Tuấn ở chính giữa núi. Tối mà nghe mấy con quạ, mấy con cú nó kêu vui lắm. Một mình Khải Tuấn ở giữa rừng, và mình không có sợ hãi, bởi vì là đã trải qua mấy lần nhập thất rồi. Hình như là Khải Tuấn đã kể cái chuyện nhập thất của mình rồi đúng không? Đó, kể ở hình như ở Giác Ngộ luôn. Khi mà trải qua những cái sự việc đó, mình không còn sợ má nữa. Rồi khi mà mình ở một mình á, mình cảm giác nó thoải mái, nó bình thường. Nương vào đại chúng tu. Nhưng mà cái công tác của Khải Tuấn là hay đi giảng nhiều. Chiều nay là phải qua Long An nè, rồi ngày mai là đi qua Cà Mau nè, để mà tổ chức Trung Thu cho các em. Đó thì khi mà một người tu tập bước vào cái môi trường tu hành, mình sẽ được dạy dỗ nhiều thứ lắm. Mình sẽ trải nghiệm qua được nhiều thứ trong đạo lắm. Học được những cái mà chỉ có người tu mới học được. Xin thưa, chỉ có người tu mới học được. Thọ được những cái giới mà chỉ có người tu mới thọ giới được. Và đó là cái điều mà hàng Phật tử không thể có được. Cho nên khoảng cách giữa một người xuất gia và một người tại gia nó xa lắm. Nó xa lắm. Cho nên mình dạy gì? Dạy gì mà trong cuộc đời này mình không thử chạm một lần đi? Mình không thử một lần đi? Phải không? Những cái mọi người biết Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc không? Biết đúng không? Bà là thần thông đệ nhất ở bên Ni á. Ở bên Tăng là ai? Ngài nào? Mục Kiền Liên đúng không? Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Còn bên Ni là Liên Hoa Sắc. Khi mà các vị nữ á, mới lại hỏi là tụi con là người nữ, căn tánh ám muội, nghiệp tập sâu dày, tụi con sợ tụi con xuất gia rồi tụi con không có giữ được giới thể và tụi con bị đọa địa ngục. Bà mới nói sao mọi người biết không? Bà nói là tụi con cứ xuất gia đi, tụi con cứ tu đi, tụi con dám đi, cho dù có đọa địa ngục đi chăng nữa, hết địa ngục lên tu tiếp. Bà nói vậy đó. Bởi vì mình đã gieo được cái duyên với Phật Pháp thì ngàn đời muôn đời nó không mất đi được cái chủng đó. Nếu như mình chưa nhìn được luân hồi thôi, mình được nhìn được luân hồi là mình hết hồn mình liền á, là mình tu gấp, tu liền, tu ngay tại chỗ liền. Chứ mà không có do dự, không có ý a ý ẹ, không có chần chừ, không có tại cái này, không có bị cái kia nữa. Khi mà một người mà liên hệ đến với Khải Tuấn mà Khải Tuấn kêu là ok, được rồi, chuẩn rồi, đã chín mùi rồi, đi thôi, ngay lập tức quẩy cái giỏ đi luôn. Đa phần những người đó họ về họ tu tốt lắm. Bởi vì mình biết tâm của họ nó đã vững vàng.
và họ đã giác ngộ được cái sự vô thường của mạng sống để mà họ một lòng một dạ họ theo đạo. Và mình cảm giác họ tiến bộ lên mỗi ngày luôn nha. Mặc dù là cũng có những cái trái tai, những cái nghịch lòng, những cái mà họ phiền não nhất định, nhưng mà đâu đó họ học cũng được nè, họ tu cũng được nè, họ vững vàng ở trong đạo tràng cực kỳ luôn. Từ từ như họ chuẩn mực. Mình có nguyên một cái trí tuệ là sự nghiệp, đúng không? Từ cái trí tuệ đó, nó sẽ cho mình nhiều thứ lắm. Xin thưa với mọi người, có những cái mà mình mất đi để mà được rất nhiều. Thầy Tuấn nhắc lại, có những cái mình mất đi để mà được rất nhiều. Nếu như ngày hôm trước đó Khải Tuấn không quyết liệt với lại cái sự lựa chọn của mình, Khải Tuấn không quyết liệt với những giọt nước mắt của mẹ mình, không quyết liệt với cái nỗi đau của cha mình, không quyết liệt với những cái lời nói sầm xì ra vào của những người thân của mình, thì chắc chắn rằng không có một ông Khải Tuấn mà nói chuyện buồn ngủ quá trời nãy giờ ngồi nói chuyện với mọi người. Chắc như vậy. Thì chắc rằng mình cũng chả làm được một cái xíu nào, một cái hạt muối nào dành cho Phật Pháp cả. Phải không? Và bây giờ thử coi, mình có dám dõng mãnh, mình có dám quyết liệt để mà dứt khoát với chính mình hay không? Mất đi để mà được, được rất nhiều thứ. Sư ông hồi đó nói một câu mà Khải Tuấn không hiểu, sau này càng lớn lên mình lại càng hiểu. Sư ông nói, buông tất cả để được tất cả. Thật sự cái câu này mà có khi người hai thứ tóc rồi nha, vẫn chưa có thấm nổi. Bởi vì họ không dám buông. Họ không có dám buông. Họ không dám buông. Cho nên là cuộc đời của họ nó luôn mắc kẹt. Mắc kẹt với những cái tầm thường, những cái lèn èn của họ. Khải Tuấn có duyên với các bạn trẻ lắm. Mọi người tin là gần như ngày nào mình cũng nhận được những cái tin nhắn, nhận được những cái cuộc gọi là thầy ơi, con có tâm nguyện xuất gia, thầy hướng dẫn cho con với. Khải Tuấn thấy nó đẹp lắm. Và mình hạnh phúc lắm khi mà nhận được những cái tin nhắn như thế. Thực sự rất hạnh phúc. Thấy vậy chứ mà thử đi. Bây giờ mình nói là mình muốn, đúng không? Mình nói là mình thích, đúng không? Mình nói là mình quyết liệt đi tu. Xin thưa là mình chỉ dừng lại ở cái muốn thôi. Mình chỉ dừng lại ở cái muốn thôi, chứ chưa có đủ mạnh mẽ, chưa có đủ cái sự dứt khoát để cho mình đi tu. Cho nên là làm sao? Mỗi ngày mình ráng làm sao cho cái ý chí đó nó tăng lên một chút một chút. Mình nung nấu cái tâm nguyện đó để cho nó vững vàng, nó chặt, nó mạnh mẽ mỗi ngày. Làm sao để như thế đây? Cởi cái áo này ra, mặc lại cái bộ đồ đời, thì mình làm sao mà mỗi ngày á, mình giữ được cái tâm niệm tu tập giống như ngày hôm nay nè mới là tốt nè. Thấy không? Ngài vua Trần Nhân Tông thì sao? Mọi người có đọc là cư trần lạc đạo thả tùy duyên chưa? Tức là nửa ngày của Thái Thượng Hoàng, tức là nửa ngày làm vua và nửa ngày làm sa môn. Mình thử coi, mặc dù nha, mình sẽ có rất là nhiều cái sự bộn bề trong cuộc sống, tiền bạc nè, tính toán nè, kinh tế, gia đình, con cái, vân vân mây mây, rất nhiều thứ. Nhưng mà mỗi ngày mình dành cho mình bao nhiêu phút để mà mình sống trong cái hình hài này? Mình dành cho mình bao nhiêu thời gian để cho mình ôn lại cái tâm niệm xuất gia, cái tâm niệm vượt thoát đi cái trần lao của mình? Có không? Thì tôi nghĩ chắc có, hy vọng là có. Cho nên là mình chắc mót bằng cách nào? Chắc mót cái tâm niệm đó bằng cách nào? Khải Tuấn thường
mình thường hướng dẫn cho các bạn là tụi con làm sao mà tụi con mỗi ngày á mình phát nguyện trước khi mà đi ngủ, phát nguyện hoặc là mỗi ngày mình thắp nhang cho Phật, mình dâng nước cho Phật, mình phát nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thần hộ pháp chứng tri cho lòng thành của con, để mà con buông bỏ được những cái nghiệp tập của mình, buông bỏ được những cái yếu kém, những cái dây dưa, những cái cột trói, những cái ràng buộc, những cái trách nhiệm, cho nó nhẹ nhàng bớt, để con có thể một tâm một lòng vững vàng xuất gia tu đạo. Xin chư Phật chư Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. Đó, mỗi ngày mình hung túc, mình tu tập từng chút từng chút. Mình chưa ăn chay được thì mình tập ăn chay. Một tháng mình ăn chay 2 ngày, từ từ 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Đến một lúc mình ăn chay trường như các thầy luôn. Mình tập, mình tập, tập được hết á. Rồi mình dành ra cho mình một cái thời khóa nhất định trong một ngày. Cái thời khóa đó có thể là mình thắp một cây hương lên cho Phật, lễ Phật 10 lễ, lễ Phật nửa tiếng đồng hồ, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, tùy theo pháp môn của mình. Mỗi ngày phải có thời khóa cho mình. Rồi sao nữa? Huân tập kinh sách, huân tập những cái bài giảng, huân tập những cái đạo lý nhất định mỗi ngày. Đó, mình sống như vậy. Cái Tuấn tin chắc nha, đến khi cái phước của mình nó đầy đủ, cái duyên của mình nó đủ lớn, thì tự nhiên râu tóc đồ nó tự có chừng nó tự rụng á. Cái phước nó đủ lớn, cái tâm nó đủ lớn, thì tới đó là sao? Trái cây nó đã chín rồi. Đến một lúc là cái trứng á, nó đã động đậy rồi. Chỉ cần các thầy gõ một cái thôi là mình biến thành Phượng Hoàng, mình biến thành một Sa Môn, mình biến thành một người tu chỉnh chu đàng hoàng, đạo đức uy nghi trí tuệ, để mà mang lại rất nhiều giá trị cho cộng đồng, mang lại giá trị cho những người thân của mình. Và cái đầu tiên là lợi ích cho bản thân của mình. Mình được an lạc, mình được hạnh phúc, mình được bình an. Đến lúc đó mọi người không cần phải là hướng theo hướng mặt trời nữa, mà lúc đó mình đã trở thành một cái mặt trời, mình đã trở thành một cái vầng dương luôn rồi, để mình có thể soi rọi cho bao nhiêu con người còn đang tâm tối. Mình rọi bao nhiêu cái mảnh đời, những cái nẻo đường mà người ta không có biết lối đi, mình dìu dẫn họ từng chút từng chút. Lúc đó mình là một cái vầng hào quang, mà khi mà người ta biết đến mình thì người ta sẽ biết đây là một người chuẩn mực, đây là một người truyền cảm hứng, đây là một người mình đáng để tin tưởng, đáng để chia sẻ và đáng để nương tựa. Cho nên á, là qua cái bài giảng ngày hôm nay thì không biết nói gì không, mà mưa quá xá mưa ha. Không biết nói sai gì không, mà mưa quá trời mưa, trời ơi. Không, thì Khải Tuấn tin chắc rằng ít nhiều gì đó cũng đã rót vào trong tâm của các cô, các chú, các bạn một cái niềm tin, một cái sức mạnh, một cái sự khích lệ, động viên nào đó nhất định, để mà mình dám, mình vững vàng, để mà dám lựa chọn, dám trả giá và dám buông bỏ, dám giết đi những con bò vẫn còn còn tồn động trong tâm của mình. Và đó là tinh thần của buổi giảng ngày hôm nay. Cả Tuấn cảm ơn mọi người đã lắng nghe rất nhiều. Mô Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy. Thầy ơi, thầy có thể chia sẻ cuộc sống tu tập của người xuất gia khi gặp phiền não hoặc là nghịch cảnh không thầy? Cuộc sống của người xuất gia khi mà gặp phiền não, khi mà gặp những cái biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của mình, cái mà họ có đó là cái gì? Đúng rồi, đó là đạo lý, đó là Phật Pháp. Đạo lý nó vững vàng ở trong tâm lắm.
Và mình bắt đầu mình có cái thứ hai nữa, đó là cái nhìn nhận ra nhân quả. Mình nhìn nhận ra nhân quả để mà mình thấy được mình cần chuyển hóa cái gì. Cái của người xuất gia có nữa, đó là sự điềm tĩnh. Chỉ có điềm tĩnh thì mình mới thấy được nguồn cơn, thấy được nhân duyên, thấy được những cái gọi là những cái nguyên nhân, gốc rễ của những cái nỗi khổ, niềm đau nó mang đến cho mình, để mà mình tự hóa giải cho chính mình. Tất cả mọi thứ đó nó phải từ một cái nội lực. Mà nếu như mà mình không tu tập, mình không chắc mót mỗi ngày, mình không dành dụm mỗi ngày, mình không tập luyện mỗi ngày, thì xin thưa một trận bão nó ập đến là mình tan nát liền, mình tan tóc liền, mình cũng khóc như người đời thôi nếu như mình không có tu thật bằng cái sức định tĩnh của cái người tu. Người ta vượt qua hết, vượt qua hết tất cả. Mà bây giờ ha, mình không chịu tập thì làm gì tới lúc đó mà mình vượt qua được, mình trải qua được, phải không? Mình không nhìn thấy được nhân quả, mình không nhìn thấy được tội phước, lúc đó cái lý trí của mình nó không đủ vững, đủ mạnh để mà mình an ổn. Khi mà một cái người á đến với cuộc đời của mình ngay lập tức, đúng không, mình sẽ có hai trường phái, đó là một thương họ, hai ghét họ, tức là một thích họ, hai là không thích họ, phải không? Thì cái người tu của mình á, mình không cho phép mình ghét ai cả. Mình không thương họ thì thôi, chứ mình không cho phép là mình ghét người ta, phải không? Mà bây giờ người ta thấy mắc ghét quá, bây giờ làm sao? Người ta rất là đáng ghét, thì mình bắt đầu người tu mình quán chiếu rồi nha. Mình tìm những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái thái độ đó, dẫn đến cái cung cách, cái ứng xử đó. Họ đã sinh ra trong môi trường như thế nào, họ đã đối xử với cha mẹ của họ như thế nào, và cha mẹ của họ đã đối xử với họ như thế nào, vân vân. Mình nhìn ra, và mình nhìn không được nữa, họ thấy mắc ghét quá rồi, mình bắt đầu mình cũng nhìn ra là thôi, ai cũng tham sân si như nhau, ai cũng là điên đảo quay cuồng như nhau, mình cũng khổ, họ cũng khổ, mình buông, thấy không? Ai cũng luân hồi, ai cũng tội lỗi như nhau. Rồi 100 năm nữa mình còn đâu và họ còn đâu đó, cho nên là mình vượt qua được. Nhưng mà để có những cái suy nghĩ đó, để có những cái bình tĩnh đó, trước tiên mình phải có một nội tâm bình an. Nhắc lại nha, nếu như mà mình không có một nội tâm bình an thì xin thưa đại chúng, mình nói mình tha thứ cho một người nào đó là một người nói xạo. Mình nói mình đã buông bỏ rồi, mình nói mình đã không còn giận, không còn hờn, không còn muốn làm khổ cho người đó nữa, thì mình đang nói xạo. Căn bản là mình phải tự tha thứ cho mình trước, mình phải bình an trước, mình phải an ổn trước, thì mình mới an ổn, mình mới tha thứ được cho cái đối phương kia nha. Còn nếu không cũng chỉ giống như là lấy đá đè lên trên cỏ, lấy cục đá đi, cỏ nó mọc lên lại, vẫn khó chịu, vẫn bực dọc, vẫn muốn căm thù người ta, chuyện bình thường. Trên cuộc đời này á, có những người mà khi mà mình bị thất bại, khi mà mình bị ngã ngựa, khi mà mình bị đau khổ, mình bị dùi dập, họ đã lắm, họ sướng lắm. Gần như là ai, coi chừng ai cũng sẽ có một người như vậy. Đức Phật kia mà còn có, mình lại giống vậy, phải không? Thì đối với người đó mình sao? Mình không thương được thì cũng đừng ghét họ. Mình tìm mọi cách để cho mình chuyển hóa, mình tìm mọi cách để cho mình tự an ổn đã. Và khi mà mình đã an ổn rồi, Khải Tấn lặp lại, mình không có khái niệm là ghét ai cả. Cho nên bây giờ mình biết vậy rồi, mình huynh đệ anh em mình ráng tu nha, ráng tu.
hy vọng là qua cái bài nói chuyện ngày đây, Khải Tuấn sẽ có thêm những cái người sư chị, sư em, sư sư huynh, sư đệ. Ha. Rồi, mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, pháp danh của con là Ngộ Từ Minh ạ. Con cảm ơn những chia sẻ của thầy, bởi vì trong những một năm qua con cũng đi qua những cái giai đoạn và gặp những con người đến khảo mình xem thử là mình vượt qua đến đâu. Thì con cũng muốn hỏi thêm thầy là trong quá trình mà mình có lý tưởng và mình phụng sự cuộc đời và nói theo mặt đời là mình có những dự án dành cho cộng đồng, tuy nhiên thì sẽ đến những giai đoạn mà mình thấy đường nào nó cũng bít hết và mình rơi vào giai đoạn là rất là khó khăn, như ví dụ như là trầm cảm, u uất, sầu bi. Thì sau đó thì con quyết định cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thì không biết là theo kinh nghiệm của thầy á, là mình biết mình có lý tưởng đó, mình biết là nhưng mà mình đang tổn thương thì mình sẽ không quay về làm như dự án được. Thì theo kinh nghiệm của thầy thì mình nghỉ ngơi bao lâu thì mình sẽ ổn để mình tiếp tục làm những cái thiện sự đó, hay là những dự án tốt cho cộng đồng đó. Bởi vì nếu mình không có đủ bình an, không có đủ hạnh phúc thì những dự án thiện sự của mình nó cũng sẽ không được trọn vẹn, bởi vì lúc đó nội tâm của mình chưa có vững. Tuy nhiên nếu mình nghỉ quá lâu á, thì sợ lúc mà mình quay lại cái thiện sự đó hay là một cái mục tiêu nào đó thì mình sợ mình cũng không có đủ dũng cảm để làm. Thì câu hỏi của con tụ chung lại là khi mà mình có những cái vấn đề về chứng duyên và mình cần phải nghỉ ngơi, thì theo kinh nghiệm của thầy là mình nên nghỉ ngơi bao lâu để cho trái tim và sức khỏe của thân thể và trí của mình nó ổn để mình quay lại những việc mình đang làm ạ? Dạ con cảm ơn. Thì cảm ơn bạn, cảm ơn thầy. Không có cái khoảng thời gian định lượng cho bao lâu. Mỗi người người ta cần một cái thời gian nhất định để mà mình an ổn. Ở đây Khải Tuấn nhấn mạnh cái từ an ổn. Nghỉ bao lâu mà mình an ổn tiếp tục. Mà mình chưa an ổn thì cứ nghỉ tiếp, qua đời sau làm cũng không sao. Thật. Như là Khải Tuấn mà mình đi giảng một cái tour đi giảng rất là nhiều nơi nha. Khi mà Khải Tuấn bước về lại đạo tràng, bước về thiền viện là Khải Tuấn đóng cửa, tắt điện thoại và mình nhập thất trong mấy ngày để mà mình lấy lại năng lượng, mình lấy lại cái sức lực của mình. Đa phần là mình lấy lại cái sức thôi. Còn mà cái tinh thần á, nó lúc nào nó cũng gần như là tráng kiện, mình rất là tráng kiện tinh thần. Nhưng mà sẽ có những lúc mà mình bị bấp bênh về tâm lý. Mình giống như mấy bữa đó, mình đi giảng mà bị người này nói, người kia nói. Thậm chí là sau này Khải Tuấn biết trên cái chặng đường này, huynh đệ mình, đúng không, chị em mình, ai mà chọn cái con đường tu, chọn cái con đường mà giảng nói, đâu đó cũng sẽ bấp bênh, không chặng này thì cũng chặng khác. Lúc đó mình phải tự biết thương mình mà mình rút về để liếm láp vết thương. Cái con cọp mà khi mà nó bị thương á, là nó rút vô trong hang để mà nó liếm, nó không có đi săn mồi. Nhưng mà con người của mình thì khác nha. Vết thương đầy mình gì đó nhưng mà cứ lao ra để mà cào cấu, để mà tiếp tục. Nhưng mà mình khác với cái người đời ở một chỗ. Mọi người biết chỗ nào không? Mình cũng vết thương, người ta cũng vết thương. Nhưng khi mà mình bị vết thương, mình không có đau bằng. Cái nỗi khổ của mình nó không khổ bằng. Người ta sẽ cực kỳ khổ luôn. Người ta sẽ trầm cảm, người ta sẽ quay cuồng, người ta sẽ điên đảo, người ta sẽ muốn chết, muốn sống. Nhưng người tu của mình không có cái đó. Mình chỉ có một chút là mình thất vọng thôi. Mình chỉ có một chút là mình buồn thôi. Và mình hóa giải cực kỳ nhanh. Lý do ở đây ai mà nói được là Khải Tuấn. Khải Tuấn biết người này là cũng đồng tư tưởng với mình. Lý do vì mình làm cho cộng đồng, phải không? Mình làm cho quần chúng, mình làm gì tập thể. Cho nên khi mà một sự đổ vỡ, nó đổ vỡ thì là một sự đổ vỡ của tập thể. Cái nỗi buồn, cái nỗi đau nó sẽ được chia ra rất nhiều. Mình là cái người chịu trách nhiệm, mình sẽ đau hơn, buồn hơn một chút thôi, nhưng không đến nỗi là mình kiệt quệ, mình lụng bại.
Chỉ khi nào mà mình làm cái việc đó mà mình ích kỷ cho bản thân của mình, mình nghĩ là mình mất hết rồi, mình không còn gì nữa, vân vân, thì lúc đó mình mới thật sự đau khổ. Mình thật sự là không thiết sống nữa. Còn người tu của này mình, đúng không? Thua keo này mình làm keo khác. Không làm được cái này thì mình sẽ làm cái khác. Miễn là mình còn có cái tâm phụng sự, miễn là mình còn có một cái tâm hướng về vần dương, hướng về cộng đồng, hướng về tập thể, thì không có cái cơ hội này thì sẽ cái cơ hội khác nó đến với mình. Đến lúc đó mình sẽ thấy những cái bấp bênh mà mình đã gặp nó giống như những cái bài toán vậy đó. Mình phải giải thì mình mới lên lớp được. Và những cái bấp bênh mà mình đã gặp khi mà mình phụng sự nhân sinh á, nó giống như là một cái thử thách. Rõ ràng nó là một thử thách để cho mình có công đức. Cái tôi nhắc lại nha, đó là có công đức. Thấy không? Có ai mà nói là trời ơi càng tu mà càng đổ nghiệp không? Có ai mà còn nói mà trời ơi đi làm thiện nguyện, đi làm phụng sự quá xá rồi mà còn bị chửi, còn bị người ta nói này nói nọ. Đó là cái mình phải chịu. Đó là cái mình phải chịu. Anh đi làm phụng sự, anh đi thiện nguyện, anh đi làm cho cộng đồng, đúng không? Và nó sẽ kèm theo một cái combo nữa là bị người này mỉa mai, bị người kia mỉa mai. Những cái lời khen xung quanh đó anh đã chấp nhận thì anh cũng phải chấp nhận luôn những cái lời chê, đúng không? Cái được anh đã chấp nhận thì anh phải chấp nhận luôn cái mất, phải không? Cho nên là cái người tu của mình nó hay lắm. Đến một lúc á, một lòng một dạ để mà phụng sự nhân sinh, phụng sự cộng đồng, mình không sợ mình bị vết thương. Không sợ bị vết thương. Cho nên là càng vững vàng, càng vững chắc. Cái đó là cái công đức á. Cái phước đức á, là mình làm cho người ta được vui, mình làm cho người ta được an ổn, được bình an. Đó là phước nha. Còn cái công đức là mình tự vượt qua những cái khó khăn của chính mình, phải không? Ví dụ như là mình đi làm thiện nguyện đi, mà người ta nói mình là đi vì danh vì lợi, hoặc là mình muốn giúp cho một người nào đó đi, tự nhiên người ta nói mình là chắc là tạo mối quan hệ gì với người ta để sau này có lợi có lộc gì đó. Đều lúc nào người ta cũng có cái ý để người ta nói mình cả. Nhưng mà những cái điều đó nó tạo nên cái công đức cho mình. Mọi người nhớ nha, vừa làm phước là cái nghiệp nó đến liền, cái tội đến liền. Cho nên là mình không sợ, mình không sợ. Chỉ sợ là tâm của mình bị thối lui, tâm của mình nó không còn vững ở trong đạo nữa. Chỉ sợ điều đó thôi. Mình quay lưng là quay lưng với bóng tối á, phải không? Cho nên là cái thời gian nó không cố định. Cố định là do mình khi nào an ổn thì hãy làm, tự lợi thì mới lợi tha, đúng không? Thật sự nha, khi mà mọi người đang làm các công việc thiện nguyện á, lúc đó mình tu cực kỳ tốt, mình tu rất tốt luôn. Mình là người mà có cái tâm keo kiệt ích kỷ, tự nhiên mình lấy dăm ba đồng, năm ba chục mình cho người ta, tự nhiên là mình bắt đầu mình bớt ích kỷ đi à, mình bớt keo kiệt đi à. Mình là người mà có cái tâm hay sân hận, hay giận dỗi, không, tự nhiên bị người ta chửi mấy lần mà mình nhẫn được, mình nhịn được, lúc đó là mình có công đức rồi đó, mình có cái nội lực rồi đó. Ta nói là trâu ở trong chuồng thì ngoan ngoãn, mà trâu mà bước ra ngoài thì bá đông bá tay, câu nói của thiền sư á. Tức là khi mà mọi người ở trong một cái đạo tràng như thế này, nhìn ai cũng sáng ngời, ai cũng dễ thương, ai cũng hiền hậu. Qua giờ có ai chọc nhau chửi chưa, các cãi lộn chưa? Chưa, đúng không? Ai cũng dễ thương cả. Nhưng mà bước ra ngoài đi là bị người này nói, bị người kia chọc, bị người nọ ghẹo, bắt đầu là nổi tam bành lục tặc lên. Mày chờ tao chút nha, tao cởi cái áo này ra nha. Đó, phải không? Cho nên là sao? Giữ vững cái niềm tin của mình, đừng có để cho nó mất đi, uổng lắm, tiếc lắm nha. Rồi đại chúng âm từ mô Phật. Dạ xin thầy, cho con hỏi thầy là bây giờ thì con 66 tuổi, con phải tu như thế nào để mà con được đi
gần với Phật Pháp, gần với Đức Thế Tôn, để kiếp sau con có thể trở lại với Phật Pháp và vào chùa sớm hơn, không phải đợi tới 60 mấy tuổi mới mộng ước được vào chùa. Dạ, mô Phật. Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Khải Tuấn là một cái người mà tu từ khi mình còn là một chú tiểu. Thì mình quan sát những chú tiểu nha mọi người. Mọi người thấy biết không? Các chú, cái linh mẫn nó rất là cao. Có chú mà 214 bộ chữ Hán học trong một đêm là thuộc. Có chú 4 quyển luật Trường Hàng á. Mọi người ở đây biết 4 quyển luật Trường Hàng không? Sau này mà nếu như có duyên xuất gia, mình phải thuộc 4 quyển luật đó thì mình mới đi xuất gia được. Xin lỗi, mới đi thọ giới tỳ kheo được. Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy bẩm phụ mẫu chi di thề gia chúng duyên nhi cộng thành ti đại tứ đại thọ trì thượng tướng vi bộ. Thì các chú học trong vòng 1 tuần thuộc 4 quyển luật mà bằng chữ Hán á nha. Bằng chữ Hán, biết cái sự, cái căn, cái trí, cái linh mẫn của các bạn nó đã có sẵn, mà đâu phải là đời này người ta sinh ra mà có sẵn. Suy ra nó đã huân tập từ cái đời nào đó rồi. Bây giờ họ chỉ lên lại và họ chỉ ôn lại thôi. Khải Tuấn không dám nói là mình cũng là đời nào nha, nhưng mà cái lần đầu tiên Khải Tuấn ngồi thiền là cũng là lần đầu tiên mình ngồi hết giờ luôn. Ở đây có ai ngồi thiền được 1 tiếng rưỡi chưa? Thử giơ tay cho em xem coi. Quá xá giỏi chưa? Đó, quá giỏi. Lần đầu tiên mà Khải Tuấn vào thiền viện Thường Chiếu và mình lên mình ngồi thiền chung với đại chúng, mình ngồi thiền hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mình quay sang là thấy cái ông kế bên, ôi nước mắt ông chảy dòng. Lý do ngồi thiền đau lắm. Ai mà ngồi thiền rồi sẽ biết đau khủng khiếp. Mọi người tin đến một lúc mà mình cảm giác như là đinh đó, nó đóng vô chân của mình. Từng ngón chân đó, nó đóng kịch kịch. Nó đau đó cỡ đó đó. Nó đau mà nó đau lên tới ngực luôn. Đau đó cỡ đó. Mình không dám nói, nhưng mà ở đâu đó là do cái căn, cái chủng trí nó có sẵn. Nó có sẵn. Những cái Đức Đa La Đạt Ma ha, tại sao mà họ tái lai tới mười mấy đời. Mình cứ nghĩ là cái chuyện nó huyễn hoặc nha, nhưng mà qua bên nước của họ cái chuyện đó, cái chuyện bình thường luôn. Cái chuyện bình thường với những Đức Đa La Đạt Ma luôn, rất bình thường. Cho nên là bây giờ nè, mình rõ ràng mình đang hung tập đó, mình đang hung đúc đó, và mình phát nguyện kèm theo. Quan trọng là phát nguyện dữ lắm. Cho đời sau con sinh ra được gặp Phật Pháp sớm, được giác ngộ sớm, được sinh trong một gia đình hiểu đạo Pháp, để mà có thuận lợi nhân duyên cho con được tu học, được trở thành một chú tiểu, được trở thành một người tu trẻ, để mà con bớt đi cái nghiệp tập trong cái cuộc đời này. Xin chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ chứng giám cho con. Và bây giờ mình cũng phải tập mỗi ngày nữa, chắc mót từng chút công đức một. Bởi vì sao? Bởi vì muốn trở thành một người tu trẻ, xin thưa cái phước của mình rất lớn. Cái phước cực kỳ lớn luôn. Một người tu trẻ mà nói tu đàng hoàng, tu mà nghiêm chỉnh, uy nghi, uy đức rõ ràng, thì biết cái người này nhiều đời người ta tu và cái phước ta cực kỳ lớn. Mọi người đọc cái cuốn mà công đức của người xuất gia thì sẽ thấy hết hồn. Sẽ thấy hết hồn. Tam thiên đại thiên rung động. Cha mẹ trong 7 đời được siêu thăng khiếp khủng. Không phải đơn giản đâu. Cả dòng họ, cái dòng tộc và những cái người mà có nhân duyên với mình á, họ hết hồn. Và cung ma đó, đó, cung ma đó, đó. Cung ma làm sao? Nó rúng động một người xuất gia. Cho nên là thấy như vậy nha, cái phước của một người xuất gia trẻ lớn lắm. Nên bây giờ mình thử nè, mình ráng về mỗi ngày chắc chiêu từng chút. Và mình dành cái phước đó hồi hướng cho công đức xuất gia, công đức tu hành. Quan trọng là cái hồi hướng ấy nha. Còn bây giờ mỗi ngày mình chắc mót nè, từng xíu phước, vô chùa nhổ một cọng cỏ, về nhà làm cho người này vui, giúp đỡ người này người nọ, chắc mót từng chút. Thậm chí ra đường thấy cái đinh lượm, cái đinh bỏ lên. Chắc mót từng chút, hướng cái công đức đó, hướng cái phước đó để cho con được xuất gia. Để cho con được, lỡ như đời này con mất đi, đời sau con sinh ra
thành một vị tăng sĩ lỗi lạc, trí tuệ, đạo đức, uy nghiêm. Và cái phước nha, nó cũng giữ cho cái tâm tu của mình khủng khiếp luôn. Nó giữ cái ý chí của mình đó. Người mà mất phước một cái tự nhiên cảm thấy nha, ở trong đạo tràng nhìn ai cũng phát ghét. Người mà mất phước nha, cảm thấy cái lỗi này, cái tội kia, cái điều nọ, lúc nào nó cũng ám ảnh vào mình đó. Mất phước đó. Cảm thấy là chán ngán mệt mỏi cái đạo tràng nữa, nên là không muốn tu nữa. Chư thiên đó, có 5 cái điều mà khiến cho chư thiên phải sa đọa, tức là rơi xuống làm người. Thứ nhất là cái gì? Hoa trên đầu héo. Thứ hai là mất đi hào quang, phải không? Thứ ba là hôi nách, phải không? Tức là hôi, cơ thể bị hôi. Nữa là cái gì? Nữa là quan trọng đó là cái chán ngán cảnh thiên giới. Cái thứ năm á, chán ngán cảnh thiên giới, thì họ sẽ biết là tới cái lúc là họ sẽ phải giáng xuống làm con người. Mình cũng vậy. Ở trong một đạo tràng mình đang tu tập vui vẻ, vui vẻ vậy, trời ơi, tự gặp cái bà kia, bà làm cho mình phiền não quá xá cỡ. Rồi phiền não này nó lây phiền não kia, nỗi buồn này nó lây nỗi buồn nọ. Mình chán đạo tràng, mình chán sự tu tập, biết là cái phước của mình nó mất, nó hết á. Và nó mở ra cho một cái cuộc một cuộc hành trình tâm tối phía sau. Cho nên sao? Mỗi ngày cứ phát nguyện cho thầy, mỗi ngày cứ chắc mót từng chút một và hồi hướng, để sau này con trở thành một người tu, giữ vững cái ý chí, giữ vững cái tâm nguyện, làm được thật là nhiều điều cho đạo pháp, cho nhân sinh. Xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh gia hộ cho lòng con.